Xin kính chào quý vị và các bạn. Tiếp nối cái series về Toyota Yaris thì hôm nay tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn chiếc Yaris màu đỏ, và đây là màu đỏ đun. Yaris hiện tại thì chỉ có một màu đỏ này thôi, và cái màu đỏ này thì nó được nhiều khách hàng ưa chuộng hơn so với cái màu đỏ sẫm của cái phiên bản trước đây. Hiện tại mẫu xe tôi đang quay này, tôi đang để dưới trời nắng, ánh sáng nó hơi có thể nói là thừa sáng một chút, nên cái nhìn cái màu đỏ này nó hơi bị rực rỡ. Tuy nhiên thì bên ngoài nó không rực như thế này, cảm giác nó sâu màu hơn. Chiếc xe này thì đang có giá bán là 650 triệu các bạn nhé, chương trình khuyến mại khoảng 20 triệu tùy từng thời điểm. Và chúng ta quan sát một chút về cái tổng thể thiết kế của xe. Yaris là một mẫu xe hatchback được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Và như các bạn đang quan sát, xe mang rất nhiều cái thiết kế trẻ trung. Và tôi nghĩ với một mẫu xe như thế này thì khả năng là các chị em phụ nữ sẽ yêu thích nhiều hơn, hoặc là những gia đình trẻ. Nội thất bên trong của Yaris thì toàn bộ được sử dụng là tông màu kem sáng, ghế da thông gió. Tuy nhiên thì ghế vẫn chỉ là ghế chỉnh cơ thôi. Một số các tiện nghi khác đi kèm, ví dụ như là khởi động thông minh start top, màn hình DVD đi kèm với 6 loa, điều hòa tự động. Chiếc xe này thì đang được hỗ trợ trả góp lên đến 85% giá trị xe. Có nghĩa là các bạn chỉ cần trả trước 15% giá trị xe thôi, cộng với chi phí đăng ký đăng kiểm trung bình khoảng tầm 170 triệu nếu mà các bạn ở tỉnh, và 200 triệu nếu các bạn ở Hà Nội là đã có thể sở hữu mẫu xe này rồi. Mọi thông tin chi tiết về giá bán, khuyến mại và lái thử, các bạn vui lòng liên hệ với số hotline để được hỗ trợ trực tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại quý bạn ở trong những cái video clip tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.